Trần Dương Đình chơi support đi rừng anh ơi. Mày rừng con gì vậy? Mày rừng AB hay là mày rừng sát thương vật lý đó? Tao á, tao rừng sát thương vật lý. Ra đi bạn ơi, ra đi, biết ra đi. Nguyễn Văn Dương vãi cả ngày ABC cà khịa Garena với caption vừa rồi Garena nói Judas tóc một đống đỉnh cao đẳng. Lưu bố cái tim nè các bạn, chẳng lẽ lưu bố cái tim nè. Zoom Lưu Zoom. Thì bế xiao. Seopsin, chào idol. Hello em nha. À, hello bạn. Chiến cục xúc quá kỳ cá độ xanh. Và chưa gì đã thua 700 tiền. Đông Tà tuyển TH nhóc gái em chuyên bố rin thì đội nào gánh cho nổi, gọi Ellie trở lại đường dòng. Tô ôi xin đấy. Giọng anh bị sao vậy? Ăn chơi các bạn, ăn chơi đi, bỏ dòng đi. Ăn chơi, cấp bà đu đó. Bà đu. Anh em ơi. Tè các bạn. Tè. Quá chết mẹ nó. Cười ỉa với ông chín. Cái đầu xanh mắt.
mẹ nó là chủ. Hồ Trường, nói đáng hoàng lại được không? À được được bạn ạ, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Nghe mình có thái chủ ngu quá anh luôn. Rồi nghe. Xuống đây các bạn, xuống đây giết hết rồi, lưu bố một cân năm này các bạn. Xuống. Tốt kìa các bạn, một thằng bên tốt. No, Quay! Cứu chết đây các bạn! Hộ giá! Tôi chết mẹ chết rồi. Nope. Số anh các bạn, tốt vào nhá, tốt đẩy vào nhá. Anh xuống cái công này, em nói cái công này. Giả vào đấy. Cái công anh các bạn ơi, cứu kéo 30 thằng ở nhà rồi. Lại đây các bạn. Việc tí mà đến tay chiến. Lịch Hoàng, từ em làm FOG không anh, mặt cười chảy nước. Anh em ơi. Nope. Ui giời ơi, xin đấy cái thằng rác kia. Tao lấy mày. Đùa thật đấy anh em ơi, không phải đùa đâu. Kim Ngân, con tim bên nói. Thôi, lùi tí anh em ơi, lùi tí. À đây đứng sau nhá anh em ơi. Cho đây đứng sau anh em. Thôi, đem thôi anh em ơi, đem được. Con này không tính tiền. Ra rồi. Lên rồi anh em ơi, có đẩy cao rồi. Rồng lên. Ở trên đây có 4 thằng thôi, trên đây có 4 thằng thôi. Đánh nhau luôn. Nhanh thế. Con này ăn nhanh chứ nhở. Ôi anh em ơi, anh em không phải lo cho mình đâu, anh em cứ tự lo cho bản thân đi. Thôi, đi về. Tính tới. Thôi. Ôi giời ơi, tôi về quý ơi. Về thẳng nhà luôn. Về thẳng nhà luôn anh em ơi, đừng có đẩy gì nhá. Không ai ở dưới đâu. Thôi nhá. Dương Linh, hết con mẹ năm thời rồi hả? Đấy, trong lúc anh em đang căng thẳng, nó giờ nó chết lẻ, xong bây giờ nó ăn mình bánh uống miếng nước. Cái đầu xanh đúng không? Có anh em ơi, Này. Trần Tài, hai ông cùng gáo. Ôi giời ơi, tôi chịu rồi anh em ơi. Giờ này anh em được thua rồi đấy. Nó còn một cơ hội cuối cho anh em đây này. Lại được. Anh em ơi. Follow me. Trong chiến. Theo sát đít nha. Đi. Ôi, rồi, vào. Đánh người chơi các bạn.
Đã bỏ anh em đi. Anh em ơi, mình đang câu lên ở đây rồi nhá. Nó đang ở dưới này rồi nhá. Nó đang đuổi cho mình đấy. Đẹp nhà đi anh em ơi, câu kéo hết rồi. Anh em ơi, về tí. Thôi, bỏ. À đủ. Đéo được rồi anh em ơi, tình hình này nó phùa đây. Dịch tơ. Link. Mà... Rồi ai biết rồi đây, mà cái thằng đát này. Trận này thua cho thằng đát, cái thằng Victor đấy, đúng không ạ?